cùng i Channel tìm hiểu những điều cần biết khi bạn là người làm nghề marketing là gì. Marketing là một nghề nghiệp rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như truyền thông, quảng cáo, PR, bán hàng. Để thành công trong nghề marketing, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Trước khi bắt đầu làm marketing, bạn cần hiểu rõ về marketing là gì, chức năng của marketing. Các loại hình marketing bạn có thể tìm hiểu thông tin về marketing qua sách báo internet hoặc tham gia các khóa học về marketing nghiên cứu thị trường là một bước quan trọng trong quá trình marketing nghiên cứu thị trường giúp bạn hiểu rõ về khách hàng đối thủ cạnh tranh và thị trường mục tiêu bạn có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu thị trường như khảo sát phỏng vấn phân tích dữ liệu lập kế hoạch marketing là bước quan trọng để đảm bảo các hoạt động marketing của bạn đạt hiệu quả kế hoạch marketing cần bao gồm các mục tiêu chiến lược và các hoạt động cụ thể bạn cần xác định rõ các mục tiêu marketing của mình là gì bạn sẽ đạt được các mục tiêu đó như thế nào và bạn sẽ sử dụng các kênh marketing nào để tiếp cận khách hàng sau khi lập kế hoạch marketing bạn cần triển khai kế hoạch đó một cách hiệu quả bạn cần theo dõi và đánh giá kết quả của các hoạt động marketing để đảm bảo chúng đang đi đúng hướng và đạt được hiệu quả mong muốn đo lường hiệu quả marketing là bước quan trọng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing bạn có thể sử dụng các chỉ số đo lường hiệu quả marketing như tỷ lệ truy cập website tỷ lệ chuyển đổi doanh số bán hàng marketing là một ngành học không ngừng thay đổi để thành công trong nghề marketing bạn cần học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục bạn có thể tham gia các khóa học hội thảo hoặc đọc sách báo về marketing để cập nhật những xu hướng mới nhất sáng tạo là một kỹ năng quan trọng trong nghề marketing bạn cần có tư duy sáng tạo để tạo ra những ý tưởng mới và độc đáo bạn có thể rèn luyện khả năng sáng tạo của mình bằng cách đọc sách xem phim nghe nhạc hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật kỹ năng giao tiếp và thuyết trình là những kỹ năng cần thiết để thành công trong bất kỳ nghề nghiệp nào kể cả nghề marketing bạn cần có khả năng giao tiếp rõ ràng mạch lạc và thuyết phục để truyền tải thông điệp marketing của mình đến khách hàng trong thực tế các hoạt động marketing thường được thực hiện theo nhóm bạn cần có khả năng làm việc nhóm hiệu quả để phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để đạt được mục tiêu chung trong quá trình làm marketing bạn sẽ gặp phải nhiều tình huống bất ngờ bạn cần có khả năng xử lý tình huống linh hoạt và khéo léo để đảm bảo các hoạt động marketing của bạn không bị gián đoạn ngoài những điều trên để thành công trong nghề marketing bạn cần có sự đam mê và nhiệt huyết bạn cần yêu thích công việc của mình và luôn sẵn sàng học hỏi, sáng tạo để tìm ra những giải pháp marketing hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.